Rồi, hello anh em. Thì bữa nay thì mình tiếp tục đi thu một cái con xe nhỏ thôi, chỉ là R15 thôi. Nhưng mà nó chỉ chạy 85 cây số anh em. Có nghĩa là mua từ hãng chạy về nhà chỉ có 85 cây à, mà không biết có phải thiệt hay không. Thì bây giờ người thật việc thật. Bây giờ mình sẽ đi với anh em cùng quay cái clip này xuống coi thử chiếc xe nó có thiệt hay không nha. Nếu như mà thiệt á thì anh em mình có chiếc xe ngon, thì như vậy thì chả khác nào xe mới đúng không, 85 cây số. Còn nếu như không thiệt á thì anh em mình về lại thôi. Thì giờ anh em cùng mình đi xuống đó kiểm chứng ha. Thì xe này ở thành phố Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh mình đang đi nè. Rồi ok anh em, bây giờ anh em cùng mình đi kiểm chứng thử xe có thiệt không nha. Thì mình nghe người ta báo là 85 cây thôi. Bây giờ anh em cùng mình sẽ đi xuống đó. Đó, trời nắng quá nên chùm lại nha anh em nha. Ok. Nè nè, tới nhà anh em nè. Người này 88 km nè. Đó, em thấy không? Rồi, ngoài chiếc xe chỉ có dính bụi thôi. Sơ chỉ có dính bụi, không có gì. Lâu lắm rồi không đi luôn á đúng không? Có cầu đài dính nó bụi lại lông chó. Con này nó nặng ra. Rồi bây giờ anh em mình nhắc ra bán tải rồi đi luôn, lấy chứng minh đầu bạc rồi đi luôn. Đây rồi, đi lên đó dỡ lên Sài Gòn. Mua về không chạy để phí đâu. Chó đẹp không? Còn nó đẹp. Bụi không à. Ngồi bụi ra không có gì hết trơn. Cái gà nó thấp lên. Đúng rồi, nên chở anh ký là anh chuyển tiền cho em. Chuyển qua số tài khoản nha. Mình lấy hai cho con bắt taxi về hả? Đi xe máy mà. Do nhà ở trong hẻm, cách hẻm khoảng 1-2 cây số cho nên phải dắt xe ra anh em. Anh em coi đồng hồ 88 cây này chạy, em nói là chạy một lần hai lần là cất nó 88 cây số anh em. Mà xe chỉ dính bụi chứ không có dính gì hết nữa. Đây anh em, toàn là bụi không à. Còn quần áo rất là mới nè, anh em nhìn đây nè, quay đây nè, rất là mới, mới tinh luôn. Mình phải đậu xe ở tuốt ở ngoài kia. Đây, dắt bộ ra trước chứ. Đi hai đứa luôn mà. Đây chạy ra trước. Rồi, quay vòng. Rớt không giấy kìa. Rồi, giờ chạy ra khỏi hẻm. Hẻm này bán tải vô đâu được đâu. Nói chung là chiếc xe này không có gì để chê, ngồi dính bụi hết anh em à, phủ bụi mà.
đã 18 cây số. Gà kìa mẹ, đây nuôi gà đá. Thấy gà đá không? Thấy à. Nãy anh em mình phải đi bộ từ ở ngoài vô anh em. Xa xa xa. Có giờ là đẩy xe lên trên kia. Dạ đúng rồi, em coi thấy có 88 cây à. Dạ. Chỗ ơi thì nó mua trên thành phố về xong mà dẫn xuống á, dẫn xuống chẳng lên nó dẫn không nổi ổng chửi. Cho chị bỏ nó thôi chị bán. Dạ đúng rồi, 88 cây mà. Đi bây giờ ra đây đẩy lên. Cứ quay xe anh hạ đồ xuống. Rồi bây giờ anh em mình giờ bỏ xe lên về Sài Gòn nha. Rồi về Sài Gòn quay xe cho anh. Mình đang trên xe về Sài Gòn nha. Thì cái Bình Chánh với Sài Gòn thì cách có 10 cây số anh em, thì nó cũng là xe Sài Gòn. Nhưng mà ở dưới đây lên mình ký cho tiện, cái gì mình giải quyết giấy tờ anh em. Rồi em trai tâm sự sao mà xe đi 88 cây vậy. Tại vì hồi đó giờ anh mua xe này là xe thứ hai. Một chiếc xe là 65 cây, dạ. Bây giờ xe này là 88 cây. Cầm em cầm cái này nè, rồi anh nói nha. Dạ thì em hồi đó em cũng có mua về, em cũng có chạy được lần hai lần. Nhưng mà do cái thể trạng không phù hợp với cái dốc nhà cao quá, cho nên là mỗi lần em đẩy lên đẩy xuống nó cũng khó khăn. Là mình nó làm kiểu như là nó làm đi mất cái đam mê của mình đúng không? Dạ không dạ đúng phù hợp, không? Dạ đúng rồi, với lại lịch học của em lúc này nó cũng dày đặc quá, em học từ sáng tới tối cho nên là cũng không có thời gian để đi chơi hay này nọ. Hồi sáng giờ anh tranh thủ chạy để cho kịp em này ký xong là lát kịp em về đi học luôn á. Dạ dạ đúng rồi. Thì anh em mình có nhắn tin mà thì anh nói tranh thủ để chạy cho em đi học. Là xe anh em cha này chỉ có 88 cây thôi mà xe không có gì để chê nha anh em, chỉ chê dính bụi thì dính lông chó thôi. Xe em chỉ dính bụi lông chó thôi, ngồi ra không có gì hết, xe chùm mền rất là đẹp. Ồ xe em mua năm nào á? Dạ xe em mua hồi tháng 6 2021 á. Là bữa nay là bao nhiêu ra? Nay tháng 2 năm rưỡi đúng không? Dạ cỡ đó. Một năm rưỡi mà 88 cây. Có nhiều người không tin ha, người ta sẽ nghĩ là xe tua đồng hồ rồi em ha. Ha. Dạ. Đúng không? Nếu như mà người mua anh mà không quay thì có nhiều người ta nói xe sao một năm rưỡi mà lý do sao có 88 cây, người ta nói mình sẽ quay đồng hồ đúng không em? Xe này em để nhà cứ tuần em để hai lần rồi hết rồi, em không đi đâu á. Nói chung á, xe mà quay đồng hồ hay không quay á, mình chơi xe lâu năm mình biết liền anh em à. Cái xe này vô mình nhìn sơ qua là mình biết liền à. Nhìn sơ mình biết là xe đẹp hay không đẹp mà anh em. Tại vì nó có nhiều cái đặc điểm nhận dạng lắm, cái này chia sẻ anh em cái này nhiều cái đặc điểm nhận dạng. Với lại tất cả cái anh em xem kênh mình mà người ta, anh em có để ý không, người ta để lại xe cho mình là người ta đã từng xem kênh mình rồi, người ta rất là chân thật với lại thật thà, xe có làm sao rồi người ta nói vậy anh em, xe như thế nào là miêu tả vậy, với lại người ta mến mình người ta mới để xe cho mình. Chứ nói thiệt á, như em trai này ở đây khu vực này biết bao nhiêu chỗ bán xe. Nhưng mà em trai coi kênh mình á, em trai mới để lại xe mình, mà những con xe này gọi là xe đẹp nha anh em. Đối với xe cũ,
xe cũ mà em mua được mấy con xe này gọi là xe đẹp, tại vì xe người ta ít đi, ít sử dụng. Giống như hiện tại em ít sử dụng là xe cũ này là đẹp. Rồi thôi, chào cắm, chào tạm biệt anh em xem kênh nha. Bây giờ anh em tôi tranh thủ ký giấy để cho em trai còn đi học nữa, rồi gửi lời chào chúc sức khỏe tới gia đình em trai luôn, nãy hỗ trợ rất nhiệt tình. Ba mẹ, mẹ đứng ở ngoài canh xe bán tải cho mình luôn, mình nói là thôi đi vô đi để xe đâu ai đầu lấy, bán tải ai đầu lấy luôn, ai đầu lấy được. Mẹ vẫn đứng ở ngoài để canh xe cho mình luôn. Gia đình rất là nhiệt tình, hỗ trợ mình cực kỳ nhiệt tình nha anh em. Thì gửi lời chào sức khỏe tới gia đình em. Rồi chúc em học giỏi rồi sau này có tiền mua nhà rồi mặt tiền gì rồi mua xe bự chơi. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi ok em ha. Rồi anh em vui vẻ nha. Anh em thấy hay những cái clip đi mua xe gì thì nhớ bấm like và subscribe cho kênh của mình nha, là săn nhiều xe đẹp cho anh em luôn á. Ok anh em. Rồi anh em, đây ha anh em, đây gặp ha. Đây. Đây là anh Huỳnh Minh Tiến ha, anh đã cọc mình con xe này rồi, là anh cọc trước rồi nha. Đây là anh cọc vào ngày 1 tháng 2. Thì bây giờ là con xe đó đây. Đây, nó con xe ở đây. Đó, quay vòng đi rồi mình giao xe cho anh luôn. Rồi, đây là cái quyền lợi mà anh em cọc xe cho mình ha, là những con xe can đầu tiên là mình ưu tiên hết, mình gọi qua coi xe hết. Đó, và giá nó sẽ hợp lý hơn là giá mình bán online. Khi mà anh em cọc xe thì anh em sẽ có một cái giá rất là tốt, nó sẽ chênh lệch vài triệu á anh em ạ. Đó, có những anh em trả mình giá con xe này rất cao nhưng mình không bán, tại vì anh em đã tin tưởng tới shop mình thì mình sẽ ưu tiên cho anh em đầu tiên. Đó, rồi thì bây giờ mình giao xe, dắt ra ngoài quay mới đẹp. Bây giờ em dắt con xe này ra ngoài em quay cho. Đây là cái em xe mà hot hot của mình nha, 88 cây số. Cái em xe mà nổi trên TikTok luôn, tại vì số km đi quá ít, từ hãng chạy về là xong rồi cất luôn. Lần đầu tiên mình bán chiếc xe như vậy nha. Từ hãng chạy về là cất xe luôn. Đó anh em nè, xe mới toàn bộ thì anh cứ chạy bình thường nha, cứ tập bình thường. Em quay chiếc xe thôi. Đây, vỏ nè anh em, vỏ anh em thấy chưa? Cái vỏ mới 88 cây nè, thì nó như mới thôi, lăn từ trên đó xuống là dính bụi thôi. Cộng sên nè, anh em thấy không? Cộng sên thấy không? Xe mới. Cái này là xe mới chứ không phải là xe cũ nữa anh em. Mới cực kỳ. Ốc nè. Còn dàn áo là không vết chạy nha anh em. Từ hãng chạy về luôn, xe không một vết chạy. Đang hướng dẫn kỹ thuật chạy xe á anh em. Đó. Thì cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ shop nha anh em. Thì shop có thu mua nhiều dòng xe nha anh em. Anh em có xe thì cứ alo mình. Anh đang tập chạy, đang luyện. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời.